Xin chào các bạn, ở bên này chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng mô phỏng đường chạy giao trong Anis. Chúng ta muốn mô phỏng cái bước gia công nào thì chúng ta cần chọn và click chọn Verify Toolpath. Hoặc là mô phỏng nhiều bước gia công thì chúng ta có thể chọn nhiều bước gia công khác nhau và chọn Verify Toolpath. Trong cái hộp thoại Toolpath Visualization, nó có hai cái thẻ là Replay và 3D Dynamic. Replay là chúng ta mô phỏng cái đường chạy giao theo cái đường toolpath theo dạng wireframe này. Các bạn thấy có thể click vào những vị trí bất kỳ trên cái đường toolpath thì con dao nó sẽ nhảy tới ngay tại vị trí đó. Ở phần hiển thị thì chúng ta có thể hiển thị dao theo dạng là tool wireframe bone hoặc là axis, nó chỉ hiển thị cái trục như thế này thôi. Ở phần motion display thì chúng ta có thể là hiển thị cái đường giao theo nhiều dạng, current level là theo từng lớp. Ở lớp hiện tại, nó chỉ hiển thị cái đường chạy giao ở lớp hiện tại thôi. Start to current motion hiển thị từ đầu cho tới ngay tại vị trí con dao đang đứng. Next N motion hiển thị cái vị trí tiếp theo mà con dao nó sẽ đi tới. Và nó có cái thẻ thứ hai là 3D Dynamic. Đối với thẻ này thì chúng ta sẽ mô phỏng theo dạng 3D trực quan hơn. Chúng ta có thể nhấn Step để mà xét từng bước mô phỏng. Ngoài ra trong cái thẻ 3D Dynamic này thì chúng ta có thể có một cái tính năng gọi là collision setting, tức có nghĩa là chúng ta có thể kiểm tra được cái phần va chạm của cái phần holder dao so với cái chi tiết của mình. Chúng ta vào trong collision setting, chúng ta thiết lập ví dụ như khi mà xảy ra va chạm thì dừng lại ngay tại vị trí va chạm đó. Chúng ta có thể click chọn vào nó. Ok. Bây giờ chúng ta xem xét. Hiện tại ngay tại vị trí này thì con dao nó bị va chạm vào trong trong cái chi tiết của mình. Các bạn thấy là con dao nó bị va chạm vào trong cái đảo này của chi tiết. Thì đây là tính năng giúp cho mình phát hiện va chạm, tránh những cái lỗi xảy ra khi mà chúng ta gia công.